Tuy biết các pháp đều vô sở tác mà hay thị hiện tất cả tác nghiệp. Tuy biết chư Phật không có hai tướng mà hay hiển bày tất cả chư Phật. Tuy biết không sắc mà diễn nói các sắc. Tuy biết không thọ mà diễn nói các thọ. Tuy biết không tưởng mà diễn nói các tưởng. Tuy biết không hành mà diễn nói các hành. Tuy biết không thức mà diễn nói các thức. Luôn dùng pháp luân khai thị tất cả. Tuy biết pháp không sinh mà thường truyền pháp luân. Tuy biết pháp không khác biệt mà nói các môn khác nhau. Tuy biết các pháp không có sinh diệt mà nói tất cả tướng sinh diệt. Bồ Tát tuy biết các pháp vốn đều không tạo tác, nhưng vẫn phải thị hiện tất cả nghiệp làm ra và sở thọ quả báo. Các pháp là gì? Nói đơn giản tức là tất cả pháp. Nói rộng ra tức là 84.000 pháp. 84.000 pháp lại chia thành trăm pháp. Trăm pháp là những pháp gì? Đó là một sắc pháp có 11 thứ pháp, hai tâm pháp có 8 thứ pháp, ba tâm sở pháp có 51 thứ pháp, bốn bất tương ưng pháp có 24 thứ pháp, năm vô vi pháp có 6 thứ pháp, tổng cộng lại có 100 pháp. Đây là 100 pháp của đại thừa, tiểu thừa chỉ có 75 pháp. Nếu muốn thấu hiểu tường tận thì hãy tham khảo quyển Bách Pháp Minh Môn Luận. Bồ Tát tuy biết tất cả chư Phật không có hai tướng, chỉ có một tướng, mà vẫn phải thị hiện mười phương ba đời tất cả chư Phật đủ thứ tướng. Tại sao? Vì muốn độ chúng sinh thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, cho nên thị hiện pháp môn phương tiện. Bồ Tát tuy biết không có sắc là không mà vẫn phải diễn nói pháp môn tất cả các sắc. Các pháp vô ngã, năm uẩn đều không, đạo lý này Bồ Tát đều thấu hiểu. Vì độ chúng sinh cho nên, trong không nói có, trong có nói không, dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm cầu vô thượng đạo. Bồ Tát tuy biết thọ là không, mà vẫn phải diễn nói pháp môn tất cả các thọ. Bồ Tát tuy biết tưởng là không, mà vẫn phải diễn nói pháp môn tất cả các tưởng. Bồ Tát tuy biết hành là không, mà vẫn phải diễn nói pháp môn tất cả các hành. Bồ Tát tuy biết thức là không, mà vẫn phải diễn nói pháp môn tất cả các thức. Bồ Tát luôn thường truyền đại pháp luân để khai thị tất cả chúng sinh, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, chứng được giải thoát. Bồ Tát tuy biết các pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, không thể dùng lời nói, mà vẫn ở trong pháp không sinh, thường truyền pháp luân để vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Bồ Tát tuy biết tất cả pháp không có sự khác biệt, mà vẫn phải diễn nói tất cả các môn khác nhau. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có sinh diệt, mà vẫn phải diễn nói tất cả tướng có sinh diệt. Tuy biết các pháp không thô không tế, mà nói tướng các pháp thô tế. Tuy biết các pháp không có thượng trung hạ, mà hay diễn nói pháp tối thượng. Tuy biết các pháp không thể nói ra, mà hay diễn nói lời lẽ thanh tịnh. Tuy biết các pháp không trong không ngoài, mà nói tất cả các pháp trong ngoài. Tuy biết các pháp không thể biết rõ, mà nói đủ thứ trí huệ quán sát. Tuy biết các pháp không có chân thật, mà nói ra đạo lý, đạo lìa chân thật.